tiếp tục thông tin về vụ vỡ đường dây đầu tư tiền ảo đa cấp được cho là khiến cho 32.000 người mất khoản tiền cực lớn lên tới 15.000 tỷ đồng. Hiện nay thì hàng nghìn nhà đầu tư đã tập hợp nhau để viết đơn kiện hoặc là đi tới tận công ty để đòi lại tiền của mình. Tuy nhiên thì công ty này lại ngừng hoạt động và đứng ngũ nhân viên thì cũng đã biến mất. Vâng, nếu đúng như những gì các nhà đầu tư tố cáo thì đây là vụ việc vô cùng nghiêm trọng, gây thiệt hại rất nặng nề cho hàng chục nghìn con người. Do đó, nhiều người đặt câu hỏi là tại sao tới thời điểm này cơ quan điều tra vẫn chưa vào cuộc làm rõ các hành vi sai phạm và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân. Liên quan đến vụ việc này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ C46 Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân là nhà đầu tư tiền ảo iFan và Pincoin bị lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng. Nếu nhận được đơn thì cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra. Được biết công ty bị hàng loạt người tố cáo lừa đảo thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo đa cấp là Modern Tech, đăng ký hoạt động tại số 68 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là văn phòng ảo, không có nhân viên và cũng không hoạt động. Theo các nạn nhân, nhóm lãnh đạo Modern Tech tổ chức các sự kiện diễn thuyết để chào bán các đồng tiền ảo với hứa hẹn lãi suất 48% một tháng, thời gian hoàn vốn là 4 tháng, đồng thời nhà đầu tư lôi kéo thêm người khác tham gia sẽ được hưởng hoa hồng từ 1 đến 8% từ số tiền mà nhà đầu tư mới tham gia vào hệ thống. Sau đó, Modern Tech bất ngờ thay đổi phương thức trả thưởng, công bố những quy định ngặt nghèo khiến hàn lạt nhà đầu tư sập bẫy. Trong số các nạn nhân thì có nhiều người thuộc giới văn phòng, người về hưu và thậm chí là cả sinh viên. Những người dân ở các vùng quê cũng được mạng lưới khoi đa cấp hướng dẫn tận tình cách thức để tham gia. Với những gói đầu tư sinh lợi hấp dẫn gấp nhiều lần so với gửi tiết kiệm, buôn bán bất động sản, thì nhiều người đã dành hết cơ nghiệp của mình cho các dự án trá hình này. Khi mà biết bị lừa thì những người bị mất tiền đã quyết tâm đòi lại vốn bằng việc là họ có thể tạo ra nhiều nhóm tố cáo. Tuy nhiên thì sau thời gian dài, cố gắng không có kết quả, nhiều người đã nản trí và chọn cách im lặng, coi đây như là bài học cho sự cả tin của mình.